Chào mừng các bạn đến với VK Stock Đầu tư Tự Do. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn về cách mở tài khoản này, cách tìm hiểu về thời gian này mua bán cổ phiếu này, rồi cách mua bán cổ phiếu này, rồi tìm hiểu về thuế và chi phí giao dịch nhé. Đấy. Thì trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi về cách mở tài khoản rồi cái phí mua bán đấy, thuế má các thứ ấy. Thì hôm nay thì mình có thời gian, thì thực sự là trong thời gian vừa rồi mình rất là bận, trong tuần thì rất là bận đấy, mình cũng không có nhiều thời gian để làm video cho các bạn xem. Thì hôm nay thì mình cũng có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Rồi, hôm nay thì mình sẽ làm mấy cái chủ đề như sau. Đầu tiên là hướng dẫn các bạn về cái cách mở tài khoản. Rồi thứ hai là hướng dẫn các bạn về tìm hiểu về thời gian và mua bán cổ phiếu nhé. Thứ ba là tìm hiểu về cái cách mua bán cổ phiếu. Thứ tư nữa là tìm hiểu về thuế và cái chi phí giao dịch, đúng không ạ? Rồi. Thì đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu về cái cách mở tài khoản. Ở Hàn Quốc ấy, thì hiện tại thì có các công ty chứng khoán như là Kyum Chứng Quân, Mirae Asset, TU, Samsung Chứng Quân, Nông Nghiệp Thu Tra Chứng Quân, Shinhan Công Dung Thu Tra, KB Chứng Quân. Và còn rất nhiều các công ty chứng khoán khác nữa. Thì ở Hàn Quốc có khoảng 50 đến 60 cơ công ty chứng khoán khác nhau. Nhưng mà mình thấy mấy công ty mình ghi ở trên đây này, mấy công ty này thì người nước ngoài người ta mở nhiều tại các cái công ty này. Chính vì vậy khi các bạn đi mở tài khoản tại các công ty Kyum, Mirae, Samsung, Nông Nghiệp, Shinhan, KB thì cái thủ tục của các bạn cũng dễ dàng hơn, bởi vì người ta làm cho người nước ngoài nhiều, đâm ra là người ta cũng làm nhanh nhanh hơn so với các công ty khác nhé. Đây là có mấy công ty giới thiệu cho các bạn. Rồi khi đi mở tài khoản ấy thì các bạn cũng cần chuẩn bị cho mình những cái giấy tờ như sau. Đầu tiên là các bạn phải có SIM minh chứng nhá, SIM minh chứng là cái chứng minh thư của các bạn có tại Hàn Quốc này, và cái thứ hai là cái hộ chiếu của các bạn, và thứ ba là cần nô kê giác sơ. Cái cần nô kê giác sơ này thì có một số công ty chứng khoán người ta sẽ yêu cầu và một số công ty chứng khoán người ta không yêu cầu. Và một số công ty chứng khoán mà các bạn yêu cầu vay tiền ấy, các bạn muốn vay tiền của công ty đó để các bạn đầu tư ấy, đấy, hay người ta còn gọi là dùng đòn bẩy kinh tế đầu tư ấy, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn phải có cần nô kê giác sơ nhá, để người ta xem mình có thu nhập ổn định hay không, để người ta có quyết định cho mình vay hay không. Đấy. Còn đối với các bạn có quốc tịch Hàn Quốc, đối với các bạn có quốc tịch Hàn Quốc ấy, thì các bạn không cần thiết phải tới các công ty chứng khoán, các bạn có thể làm ở trên web luôn nhá, trên web của công ty chứng khoán đó, hoặc các bạn điện tới yêu cầu người ta mở tài khoản cho bạn là cũng có thể mở được nhá. Còn các bạn người nước ngoài, các bạn như du học sinh rồi làm việc ở Hàn Quốc rồi lao động qua thứ ấy, thì các bạn bắt buộc là các bạn phải tới công ty chứng khoán nhá, để quy định của họ. Còn các bạn đã có quốc tịch rồi thì theo mình ý, thì các bạn cũng nên tới các công trực tiếp cũng nên là trực tiếp tới các công ty chứng khoán, bởi vì đầu tư chứng khoán nó liên quan đến tiền bạc, nó còn phải ký kết rất là nhiều các giấy tờ thủ tục lằng ngoằng. Chính vì vậy thì mình xin tư vấn cho các bạn là các bạn nên tới các công ty chứng khoán khi trong khi hoặc là trong quá trình mở tài khoản ấy, các bạn mà có cái vấn đề gì các bạn chưa hiểu về cái hợp đồng của các bạn đấy, thì các bạn có thể hỏi trực tiếp nhân viên sẽ hỗ trợ các bạn. Hoặc là sau khi mở tài khoản xong, các bạn muốn đầu tư, các bạn muốn download cái app của nó về, các bạn không biết download như này, hoặc các bạn không biết trong cái app đó nó những mục gì đấy, thì các bạn cũng hỏi luôn nhân viên của công ty chứng khoán đó, người ta sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Đấy, thì mình xin tư vấn này, các bạn có quốc tịch hay không có quốc tịch đều nên trực tiếp tới công ty chứng khoán để chúng ta dễ hiểu hơn về cái cách thức đầu tư chứng khoán. Nếu các bạn là lần đầu tiên đầu tư chứng khoán nhé. Đấy. Và thứ ba nữa là cách tìm kiếm công ty chứng khoán nhé. Mình sẽ chỉ các bạn cách tìm kiếm công ty chứng khoán tại trang web Never Chito, là bản đồ của Never nhé. Đấy. Đấy, các bạn vào đây. Các bạn vào Never đi. Các bạn vào Chito cho mình. Các bạn nhấn vào này, vào Chito này. Nhấn vào đây. Này. Các bạn nhấn vào nhá. Các bạn nhấn vào đây.
Đấy, thì nó ra một cái bản đồ như này. Đấy. Ở bên Hàn Quốc thì mình cũng sử dụng cái Never Chito này, Never Map này để mình tìm đường rất là thuận tiện nhá. Thì các bạn muốn tìm một kỳ một công ty chứng khoán nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi. Các bạn nhấn thì Hume đi. Hume. Nhấn Hume đây. Thì trên bản đồ của mình sẽ hiện ra cái vị trí của công ty chứng khoán Hume là nằm ở Seoul nhá, nằm ở Seoul. Bởi vì mình đang ở Seoul, khi mình search các công ty chứng khoán thì nó sẽ hiện ra các công ty chứng khoán ở vùng quanh cái nơi mình sống đấy. Là các bạn có thể đi đường tàu số 5 đến số 9 đến Seoul nhá. Đấy. Thì các bạn có thể từ đấy các bạn mở tài khoản trực tiếp được. Đấy là Shinhan. Shinhan Kumyung. À, các bạn à, đến ngân hàng đây này. Shinhan Kumyung Thu Cha. Tìm cho mình. Đây. Rồi khi các bạn nhấn vào ngân hàng Shinhan Kumyung Thu Cha thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều các cái công ty chứng khoán. Đấy, các cái chi nhánh của công ty đó ở vùng quanh thủ đô Seoul này. Ví dụ như nhà mình ở khu Seoul Daegu nhé. Seoul Daegu thì mình sẽ tìm cái địa điểm gần nhất này. Shinhan Kumyung Thujapura Meiji, nhấn vào đây. Nó sẽ hiện ra cho mình nhấn vào cái địa điểm mình muốn tới đấy. Nó hiện ra này, này cái vị trí này, số điện thoại này, cái địa chỉ luôn. Này các bạn đi taxi hoặc đi sử dụng phương tiện như tàu điện ngầm đi đường tàu số 2 ra cửa số 7 thì các bạn có thể tới được này. Này. Trang web công ty không có đầy đủ thông tin luôn nha. Đấy. Và các bạn thì công ty gì nông hiệp cho này. Nông hiệp Thu Cha Chứng Quân, Thu Cha Nông Hiệp Thu Cha Chứng Quân này. Các bạn nhấn vào một cái là ra luôn cho mình này. Ra rất là nhiều các công ty vùng quanh thủ đô Seoul này. Hoặc là các bạn nhấn vào gì ạ? Mi đề. SS BDSTU BDSTU chứng quân này. Này, các bạn nhấn vào công ty chứng khoán Mirae. Được chưa? Mirae Asset nó sẽ hiện ra rất nhiều các công ty chứng khoán tại đây. Đấy, các bạn gần khu Gangnam thì các bạn vào Gangnam Chungno hoặc Đông Daemun thì các bạn tìm thấy các đại cơ sở của công ty chứng khoán, các bạn tới các bạn mở là được nhé. Rất là dễ, cũng không khó. Đấy. Cũng không khó đâu. Này các bạn chỉ cần tới đây các bạn và tôi muốn đến information. Đấy, các bạn bảo tôi muốn mở tài khoản thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn tới để mở tài khoản là chỗ nào nhé. Đấy, chợ rất dễ thôi. Đấy, nói chung là mở tài khoản ở Hàn Quốc thì cũng không có gì khó. Đấy, thế đây là mấy công ty mình giới thiệu cho các bạn đây này. Đấy, các bạn chủ yếu là cần xin minh chứng giơ quân. Đấy, và một số công ty thì cần cần nộp giấy các bạn tới đó là các bạn mở là được, không khó gì đâu. Đấy. Rồi đầu tiên thì là gì ạ? Hướng dẫn các bạn là cách mở chứng khoán, mở tài khoản rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời gian mua bán cổ phiếu nhé. Mở tài khoản xong đó, thì các bạn còn phải tìm hiểu về cái thời gian để chúng ta bắt đầu có thể đầu tư được. Nhưng mà nói chung ấy khi mở tài khoản xong ấy, mở tài khoản xong thì các bạn đừng cho nhiều tiền vào luôn nhé. Các bạn chỉ cho một ít vào thôi. Khoảng 1 triệu won hoặc 500 hoặc là 100.000 won mà các bạn đầu tư thử một thời gian đã. Và các bạn cần phải học. Đối với mình ngày xưa ấy, mình cần một năm, cả một năm trời để mình học đấy các bạn ạ. Cả một năm để mình vừa đầu tư mình vừa học. Phải mất khoảng một năm thì bắt đầu các bạn mới có cái cảm nhận về chứng khoán. Đấy, phải mất khoảng một năm đấy nhé. Đấy thì các bạn cho một ít tiền vào các bạn cứ đầu tư đi, đầu tư thử. Đấy.
nước sóng thử đủ các kiểu đi đấy. Sau một năm sau thì các bạn lúc bấy giờ thì các bạn mở hãy cho nhiều tiền vào để đầu tư khi mình đã nắm rõ được cái kiến thức về chứng khoán rồi đấy. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân mình nhá đấy. Rồi các bạn cần phải học về các chỉ số, rồi học về cái biểu đồ, rồi học về học về khối lượng nọ thế kia, rất là nhiều thứ các bạn cần phải học nhá. Rồi đấy, còn học về như là gì ạ, lái nó đánh như nào, rồi học về tình hình kinh tế thế nọ kia, rất nhiều thứ các bạn phải học nhá. Nói chung là phải khoảng 1 năm nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thời gian để mua bán cổ phiếu nhá. Thời gian để mua bán cổ phiếu. Về cái thời gian để mua bán cổ phiếu của Hàn Quốc ấy thì là gì ạ? Chu Sik Si Chang Kore, đây có Chu Sik Si Chang Kore Sikan, các bạn sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Đây, Kore Sikan này. Ở Hàn Quốc ấy thì cái giờ bắt đầu mở cửa, mở sàn ấy là từ 9 giờ và kết thúc là đến 15 giờ 20 nhá. 15 giờ 20 đúng không ạ? Kết thúc phiên là đến 15 giờ 20 đấy. Ở Hàn Quốc là như vậy, còn ở Việt Nam mình cũng mở cửa từ lúc 9 giờ và đến 11 rưỡi. Ở Việt Nam mình thì đúng rồi, từ 9 giờ đến 11 rưỡi. Đến 11 đến 11 rưỡi đấy, nghỉ nghỉ giải lao đến 1 giờ lại bắt đầu và đến 2 giờ 30. Đấy. Nhưng ở Hàn Quốc thì người ta không có nghỉ giữa giờ, nghỉ giữa trưa như ở Việt Nam mình mà chạy thông luôn. Ở cái khoảng thời gian từ 12 giờ đến 1 giờ 30 khoảng thời gian người ta sẽ ăn cơm trưa. Chính vậy ở bên Hàn Quốc cái thời gian đó thì chứng khoán Hàn Quốc cũng không có dao động nhiều, nó sẽ đi ngang nhá, nó sẽ đi ngang đấy, là cái phiên giao dịch là như vậy nhá, từ 9 giờ đến 15 giờ 20, 3 giờ 20 là kết thúc phiên. Rồi ở phía tiếp theo là chúng ta nhìn thấy này, Tongshi Hyoka đúng không ạ? Tongshi Hyoka này hay người ta còn gọi là gì, cái giờ mà khớp lệnh mở cửa và đóng cửa nhé. Đấy. Cái giờ mà khớp lệnh định kỳ người ta gọi là gì? Cái giờ khớp lệnh định kỳ. Đấy. À, tông siêu ca này, đấy. À, tông à, trang si chắc tông siêu ca là cái giờ khớp lệnh định kỳ mở cửa nhé, lúc mở cửa. Đấy. Là gì, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Đấy. Là cái giờ đấy là giờ khớp lệnh định kỳ khi mở cửa. Đấy, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Hay người ta còn gọi là gì? Ở Việt Nam mình gọi là ATO đấy. Này cái giờ ATO đấy nha. À, Chama Cam Tông Siêu Ca. Đấy. Là cái giờ khớp lệnh định kỳ lúc đóng cửa. Là từ 15 giờ 20 đến 15 giờ 30. Ê, ở Việt Nam mình còn gọi là cái giờ này là giờ gì ạ? ATC nha các bạn. Gọi là giờ ATC đấy. Đấy. Còn Si Can Ê Chông Ca. Si Can Ê Chông Ca. Đây là kết thúc phiên này, giá đóng cửa nhá, trông ca là giá đóng cửa này, còn si can uy là ngoài giờ, giá đóng cửa ngoài giờ là cũng các bạn cũng có thể giao dịch được nhá. Là có hai cái thời điểm thứ nhất là gì, trang chân si can trông ca, đây là gì, trước khi mở cửa đấy, là các bạn cũng có thể mua được cái cổ phiếu đó với cái giá đóng cửa của ngày hôm trước nhá, các bạn có thể mua được cái giá đóng cửa ngày hôm trước. Và cái thời gian các bạn có thể mua được đó là gì, từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40 sáng nhá. Có 10 phút thôi, các bạn mua được có 10 phút thôi nhá. Và trang hô si can chung ca là cái gì ạ, là cái giá kết thúc trong ngày, sau khi kết thúc ấy là các bạn cũng có thể mua được sau khi đóng cửa ở cái giá này và kết thúc ấy, kết thúc phiên mà đóng cửa tại cái giá đóng cửa thì các bạn có thể mua được là gì ạ? Từ 15 giờ 40 nhá, 15 giờ 40 đến 16 giờ. Đấy cũng có khoảng 20 phút nhỉ. 20 phút 40. Đấy, các bạn có thể mua được nhá. Khoảng chừng 20 phút là các bạn có thể mua được. Đấy. Là các bạn mua trong ngày đó luôn, mua cái giá đóng cửa trong ngày đó nhưng chỉ có 20 phút này thôi các bạn nhá. Đấy. Si can uy ta tanin can, si can uy tanin can là cái gì, là cái giá mà các bạn có thể mua được từ lúc 16 giờ đến 18 giờ nhá. Là 16 giờ đến 18 giờ. Và trong khoảng thời gian này từ 16 đến 18 giờ ấy thì cứ khoảng 10 phút ấy, thì bắt đầu nó sẽ khớp lệnh một lần. Nó sẽ gom hết cả các số lượng của những người muốn mua và những người muốn bán ấy.
10 phút nó sẽ gom lại một lần và gì ạ? Nó sẽ chênh lệch khoảng cộng trừ 10%, nó có thể tăng cao nhất là 10% và nó giảm sâu nhất là chỉ có 10% thôi. Thì chỉ được phép chênh lệch trong cái khoảng cộng trừ 10% thôi nhá. Đấy. Rồi để tìm hiểu sâu về cái này, bởi vì cái này cũng cho các bạn dễ hiểu hơn ấy, thì mình cũng đã làm một số thông tin ở đây, được chưa? Đầu tiên là trang trơn si can v coe là cái gì, được chưa? Đấy, nó là cái gì nhá? Đấy, chúng ta có thể giao dịch trước khi giờ mở cửa này, đấy, đại loại như thế nhá. Cái giao dịch của chúng ta mà chúng ta có thể giao dịch trước khi giờ mở cửa như thế nào nhá? Thì chúng ta giao dịch trước khi giờ mở cửa ấy là từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40 đấy, và chúng ta cũng có thể là gì giao dịch được này bằng cái giá kết thúc của ngày hôm trước nhé, cho nên trong gà là cái giá kết thúc của ngày hôm trước đấy. Còn nếu mà không có số lượng, không có người đặt mua cũng không có người đặt bán ấy, thì cái lệnh của các bạn sẽ bị hủy nhé. Phải có người đặt mua và có người đặt bán, phải có số lượng nhé. Nếu không có số lượng đó thì các bạn sẽ bị hủy lệnh nhé. Rồi bây giờ là gì đây, ví dụ này đây. Đây là ở cái app điện thoại của các bạn đúng không ạ? Ở cái app của điện thoại của các bạn. Đây là mã Samsung này. Đấy. Thì các bạn khi bắt đầu 8 giờ 30 các bạn bắt đầu mở điện thoại lên đúng không? Thì các bạn sẽ chỉnh này. Các mở điện thoại lên, mở cái điện thoại vào cái màn hình này. Các bạn vào Hô ca nhé, nhấn vào phần Hô ca thì nó sẽ ra một cái màn hình như này. Thì bắt đầu các bạn nhấn vào cái phần chi chân ca này. Đấy. Cái chỉ chân ca này nhá, nhớ là phần chỉ chân ca, và các bạn sẽ tìm xuống cái phần là gì ạ? Trang trơn Sikanui đấy, là cái thời gian mua bán ngoài trước khi mở phiên đấy, đấy gọi là đúng rồi, thời gian mua bán ngoài trước khi mở phiên ấy. Dịch tạm như vậy nhá, đấy bạn nhấn vào đây và các bạn đặt cái lệnh này đấy 82,2 đấy. Thì nếu mà có số lượng bán và số lượng mua ở phía dưới đấy, đấy có người mua và có người bán mà đấy, các bạn có thể đây là người ta đang muốn bán trước khi mở phiên thì người ta muốn bán đi, còn các bạn muốn mua thì các bạn nhấn vào me su nhá. Đấy thì các bạn có thể bán được cái 82 giá 82,2 này, và các bạn cũng có thể mua được giá 82,2 này nhá. Nhưng nếu mà phải có cơ, có người bán và có người mua là phải có nhá. Đấy, nếu không có thì cái lệnh của các bạn sẽ bị hủy. Còn trang hô Shikanui Korenen là cái gì? Cái khoảng thời gian mà các bạn có thể mua sau khi kết thúc phiên này nhá. Là từ 15 giờ 40 đến 16 giờ nhá. Đấy. Là chúng ta sẽ mua cái giá với cái giá kết thúc trong ngày. Đấy, mới mua được cái giá kết thúc trong ngày. Chỉ có 20 phút thôi. Đấy. Và nếu mà không có lượng mua và lượng bán ấy thì lệnh của các bạn sẽ được hủy tự động nhá. Đấy. Dễ hiểu không ạ? Rất dễ đúng không ạ? Đây. Ví dụ như là các bạn muốn mua nhá. Đấy, sau khi kết thúc phiên các bạn mua, các bạn nhấn vào Mesu, các bạn chọn về trang Hoshikanui. Đấy. Các bạn nhấn vào cái giá này 82,2 nhá. Đấy, đang có số lượng đặt bán 82,2 thì bạn nhấn vào và nó sẽ khớp lệnh cho các bạn hay không, thì phải có lượng bán và lượng mua. Nếu có lượng bán và lượng mua thì các bạn nó mới khớp lệnh được nhá. Ví dụ như các bạn muốn mua đúng không, các bạn muốn mua thì nhưng bên bán nó không có nhá, thì các bạn cũng không mua được chưa? Đấy. Đấy. Đấy, chính và nếu khi mà không mua được như vậy thì nó sẽ tự tự động hủy cái lệnh của các bạn đi nhá. Còn bây giờ chúng ta tới cái phần là Shikanui Tanin Kanun nha. Shikanui Tanin Kanun là cái gì nhá? Là cái khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ là các bạn cũng có thể mua được nhá. Trong khoảng thời gian này thì nó sẽ gom các lệnh mua và các lệnh bán, cứ 10 phút thì nó sẽ khớp lệnh một lần. Đấy. Nên nó sẽ gom lại nhá. Cứ 10 phút nó khớp lệnh một lần. Đấy. Nó gom lại lệnh mua và bán, nó gom lại. Đấy. Và nó sẽ khớp lại một lần và nó chỉ được phép là tăng 10% trong khoảng thời gian này thôi. Trong khoảng thời gian từ 16 đến 18 tăng 10% hay là gì ạ? Giảm 10% trong khoảng thời gian này. Đấy. 10 bun tan uy coi đây chi kiệt. Đấy. Chỉ được khớp lệnh trong vòng 10 phút. Đấy. Đấy. Các bạn nhấn vào đây. Các bạn muốn đặt lệnh ở cái thời gian này ấy, thì các bạn cũng vào cái phần app của các bạn này. Các bạn tìm xuống cái phần nhá, nhấn vào phần Chichanga nhá. Các bạn tìm cái phần Shikanui Tanin, các bạn nhấn vào đây, sau đó thì các bạn đặt về cái giá này, đặt về cái giá 81.000 này, đấy. Đấy, thì các bạn đặt lệnh, đấy. Thì nó khớp hay không, nó không khớp nó cũng sẽ tự hủy cho các bạn nhé. Đấy. Rồi, đấy là chúng ta đã tìm hiểu về được cái thời gian, tìm hiểu về được cái thời gian mà chúng ta mua bán cổ phiếu đúng không ạ? Đấy.
tìm hiểu được về cái thời gian mua bán cổ phiếu. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách tìm hiểu cách mua bán cổ phiếu nhé, hiểu cách mua bán cổ phiếu. Thì bây giờ mình sẽ vào tài khoản của mình. Rồi. Khi vào được rồi nhá. Đấy. Khi vào được tài khoản rồi. Đấy. Khi các bạn vào trang web của các công ty chứng khoán ấy, nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái màn hình như thế này nhá. Đấy, diễn ra một cái màn hình như thế này. Này. Thì đầu tiên các bạn vào cái phần để ý cái phần Hoka trước này. Thì cái phần Hoka nhá. Đấy, trên màn hình mình đây phần Hoka. Phần Hoka đây. Khi vào Hoka nó cũng sẽ hiện ra một cái màn hình như này, được chưa? Đấy. Hiện ra một cái màn hình này các bạn nhé, nên dùng app trên điện thoại để nó hiện ra cái màn hình này. Đấy. Còn ở web thì nó sẽ hiện ra màn hình như này. Đấy. Bên đây này, chúng ta để bên này này. Phía bên này nhá, phía bên này là gì ạ? Người ta đặt đang đặt cái giá để bán đây này. Đây này, bán này. Bán nhá, Meto. Còn bên này là gì ạ? Người ta đang đặt cái giá để Mesu nó mua. Đấy. App vậy nhá. Đấy. Đấy. Đấy, ở đây không có. Đấy, người ta đang, phía bên này là người ta đang đặt giá để bán, bên này đặt mua này, thấy chưa? Đấy, đặt mua nhá. Rồi phía trên này thì có Meto và Mesu. Khi các bạn vào Hoka vào cái app của bạn nó sẽ có cái phần như này, thấy chưa? Meto là gì? Chúng ta đặt bán nhá, là chúng ta đặt bán. Và Mesu là gì? Đặt mua, được chưa? Mesu đặt mua. Rồi. Rồi. Xin rông ấy, xin rông thì mấy cái này thì trong sân truy sô tay rông. Các bạn không để ý nhá. Xin rông là các bạn sử dụng cái đòn bẩy kinh tế mượn tiền ngân hàng để mua ấy. Mình thì mình không dùng cái này nhá. Mình dùng hiên cơm, là trong app của bạn sẽ có cái phần là địa phần hiên cơm này. Đấy. Thì các bạn sử dụng hiên cơm để mua nhé các bạn nhé. Đấy. Trong app của bạn nó sẽ hiện hiên cơm hay là xin rông này. Đấy, thì các bạn sử dụng hiên cơm để mua. Đây là các bạn mượn tiền của công ty chứng khoán đấy. Đấy. Yeah. Đấy. Rồi sau đó các bạn nhấn vào này. Các bạn nhấn tiếp vào cái phần để ý cái phần ở dưới đây nhé. Phần dưới đây này. Đây là cái phần mã của Shinhan Chichu nhỉ? Của ngân hàng Shinhan, và mình sẽ tìm một mã khác. Đấy. Junion đi, Junion đi, là Junion nhá. Thì trong cái phần mua bán đấy này, đây này. Suzang, đây là cái số lượng nhá, đây là cái số lượng mà các bạn muốn mua, các bạn muốn mua bao nhiêu cổ phiếu thì các bạn nhập cổ phiếu vào đây với cái mức giá ấy, với cái mức giá là gì ạ? 9.450 won. Đấy. Cái giá là giá chỉ chân ca này, đấy. Chỉ chân ca là giá mà các bạn đặt cái giá này thì các bạn mua nhá. Đấy. Để ngoài ra các bạn có sử dụng nữa là gì ạ? Si chăng ca. Dạ. Cái giá si chăng ca này là gì? Cái giá si chăng ca này nhá. Cái giá si chăng ca ấy thì khi mà các bạn đặt cái giá 9.450 nghìn luôn này. Mà các bạn ví dụ như các bạn đặt ở đây là gì ạ? 4.000 4.000 cổ phiếu chẳng hạn này, thì nó sẽ khớp cho các bạn là 3.400. Đấy. Còn lại 700 cổ phiếu thì nó sẽ nhảy lên cái giá này, thấy chưa? Nó tự động nhảy lên cái giá này, nó khớp cho các bạn. Đấy. Nó khớp ở đây xong nó sẽ nhảy lên cái phần cái giá 9.460 won này. Đấy, 700 cổ phiếu nó sẽ khớp lại ở thời điểm này nhá. Khi bạn đặt si chăng ca. Nếu các bạn đặt si chăng ca. Đấy chưa? À, nếu các bạn đặt si chăng ca. Còn nếu các bạn đặt là token này, cái gì ạ? Đặt là cái phần là gì ạ? Token bu chi chân ca này, đấy. Đặt là chi chân ca đấy, thì các bạn cũng nóng ở cái thời điểm này nhá, mà các bạn đặt là ở cái mức này,
ở cái mức 9.450 won này này. Nha, các bạn đặt ở thời điểm đấy nhá. Rồi cái Chogon Buchi Chungka này nhá. Đấy, các bạn có thể đặt được này. Nếu mà các bạn làm muốn đặt cái giá này nhá. Ví dụ như các bạn muốn đặt cái giá 9.400 won này, rồi nhá. Đây này, các bạn. Này, ví dụ các bạn đặt ở cái lệnh này, cho cơn vô chỉ cho nhé. Các bạn muốn đặt ở giá là 9.400 won, đúng chưa ạ? Nhưng mà kết thúc phiên giá nó lên 9.900, đúng chưa ạ? Kết thúc phiên thì 9.900 thì rõ ràng là cái lệnh của bạn đặt là gì ạ? 9.400 won là 1.000 cổ phiếu nhá. Ví dụ 1.000 cổ phiếu chẳng hạn thì nó không khớp được đúng không ạ? Nó không khớp được khi mà kết thúc phiên bởi vì giá nó là gì ạ? 9.490 won và các bạn đặt nó gì ạ? Ở 9.400 đó nhá. Thì khi kết thúc phiên nó đạt cái giá trên này, trên cùng này, 9.490 này, đấy. Thì cái lệnh của các bạn không bị hủy nhá. Thì cái lệnh đặt này không bị hủy và nó tự động nó sẽ mua cái giá kết thúc phiên này là 9.490 won cho các bạn. Đấy. Đấy là để cho cơn Bullish Chungka. Đấy. Đấy. Dạ. Đấy. Đơn giản không có gì đâu. Si Chungka. Đấy. Thường thường thì hay mua Si Chungka này, các bạn muốn mua giá nào thì các bạn đặt như vậy nhỉ. Hoặc gì các bạn mua Si Chungka, mình hay mua Si Chungka, mình sẽ mua ngay lập tức. Đấy, mua mình sẽ dao động là cả Si Chungka và gì ạ? Si Chungka là mua hai cái này nhỉ. Đấy. Mua hai cái này là chính thôi. Và thêm một cái nữa là Chô Cơn Buchi Chungka, hai cái. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ có thể để ý ở phần dưới nhé, ở cái phần Hoka này nhé, này ở cái phần Hoka đây, ở cái phần Hoka này nữa, ở cái phần Hoka này này, hôm trước là có bạn nói về để sử dụng Hoka Trang đúng không? Hoka Trang để mua cái nước sóng này, đánh sóng phút để nước ấy. Này này nhá, để nước ấy. Thì nếu các bạn muốn sử dụng cái Hoka Trang này tốt ấy thì các bạn phải dựa vào cái khối lượng đặt mua, khối lượng đặt bán thế này nhá. Yeah. Đặt mua đặt bán nhá. Khi cái khối lượng đặt mua này mà cao ấy, thì và khối lượng đặt bán này thấp ấy nhá, khối lượng đặt bán này thấp này. Thấp, ví dụ như ở đây là gì, khoảng đang 52.000 đúng không? Đây là 1.000.000 cổ phiếu đi. Ví dụ đặt bán 1.000.000 cổ phiếu ở đây đi, được chưa? Thì bên này thì có một trăm hơn 100.000 cổ phiếu thôi, được chưa? Thì các bạn hãy khoan mua nhé, hãy khoan mua, được chưa? Các bạn khoan mua bởi vì giá điều chỉnh. Đấy. Ở cái Hoka Trang này rất là buồn, lại lại nước sóng rất là hay các bạn ấy nhá. Đây là một kỹ thuật đấy, một kỹ thuật để chúng ta lướt sóng hiệu quả. Vì hôm qua cũng có một số bạn nói về cái Hoka Trang này. Thì mình cũng không định chia sẻ cho các bạn đâu, nhưng mà một số bạn hỏi về cái này mình sẽ chia sẻ. Ví dụ ở đây là, hiện tại đang là 52.000 đúng không? Ví dụ như ở đây là 1.000.000 cổ phiếu, dạ 1.000.000 cổ phiếu đang được đặt là mua, dạ. Nhưng các bạn khoan hẳn mua nha, các bạn khoan hẳn mua. Bởi vì cái khối lượng đặt mua nhiều ấy thì giá nó có thể giảm nhá. Đặt mua nhiều giá giảm, được chưa? Đấy, đặt mua nhiều giá giảm. Nó sẽ giảm xuống. Đấy. Bởi vì người ta càng đặt nhiều ấy, đặt nhiều thì người ta đặt càng giá thấp, đặt giá thấp thì nó phải khớp được lệnh thì giá nó sẽ giảm dần mới nó mình nhốt được hết 1.000.000 cổ phiếu, được chưa? Này. Và khi mà cái lượng đặt bán này, khi mà cái lượng đặt bán này, ví dụ 1.000.000 được đặt bán chẳng hạn, 1.000.000 cổ phiếu được đặt bán mà bên này cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Nên là lúc đó giá cái nghĩa là lúc bây giờ ấy, cái giá cổ phiếu đang chạy đang đi lên đấy nhá, được chưa? Cái đấy, lúc đang đi lên đấy các bạn để ý nhá. Đấy. Thì các bạn mua ở lúc nào? Các bạn mua ở lúc nào? Các bạn mua ví dụ ở đây đang 1.000.000 đúng không ạ? Là 1.000.000 cổ phiếu và số lượng đặt bán 1.000.000. Đấy, nó đang ở 100.000 và nó tăng lên 1.000.000 nhá. Và nó chuẩn bị vượt qua 1.000.000, thì nó chuẩn bị là tới 1.000.000 và nó vượt qua 1.000.000 một cái, vượt qua 1.000.000, đặt vào 1.000.000, ví dụ 1.000.000 mốt chẳng hạn, đây đang 1.000.000, đây 1.000.000 mốt, thì bây giờ các bạn mua nhá, các bạn mua tăng vèo cho các bạn, được chưa? Nhưng mà cái này là dùng cho những người có thực sự là những người ấy, đầu tư lâu năm và có kinh nghiệm thì người ta mới có thể sử dụng cái này thành thạo được. Còn kết hợp với cái số lượng chê kia nữa nhá,
Đấy, Chekken Kanto nữa, Chekken Kanto là khoảng 400% ở trên đây nữa. Đấy, Chekken Kanto khoảng 400% nữa thì các bạn mới có thể vào nước sóng được nhá, với chắc chắn thắng. Đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn nào mà có kinh nghiệm đấy nhá, còn các bạn mới vào thị trường chứng khoán mới đầu tư thì các bạn đừng áp dụng được chưa. Đấy rồi, đi tiếp nha. Trương Quân Xa Biên này, về phần này thì các bạn có thể nhấn vào Trương Xa Biên, đây là các cái công ty người ta đang giao dịch cổ phiếu đó đấy, công ty chứng khoán đấy, số lượng mua của công ty chứng khoán, lượng mua lượng bán của công ty chứng khoán nó như thế nào thì người ta cũng thống kê lại cho mình này. Đấy rồi, thế là Ecookin là người nước ngoài mua vào hay bán ra này. Đấy, chúng ta trong cái mục Ecookin này các bạn có thể theo dõi được Ecookin người nước ngoài người ta đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm này này, đấy chưa? Và người ta mua vào người ta bán ra như nào chưa? Này New Sư Si Hoang này, New Sư Si Hoang này là gì ạ? Là cái thông tin về các cái thông tin, các cái câu chuyện về cổ phiếu này. Các bạn để ý nhé, các bạn quan tâm mã cổ phiếu nào thì hàng ngày các bạn để ý đến cái câu chuyện của nó. Khi vừa có một tin tốt là các bạn mua luôn cho mình nha. Có tin tốt ra một cái nha. Là mua luôn thì ngay lập tức sau đó 10 15 phút 20 phút nó sẽ đánh rất là mạnh. Đấy. Cái thông tin này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Đấy. Nhưng các bạn phải check thường xuyên. Đối với những các bạn nào mà thường xuyên bấm máy, cầm bàn phím ý, người cầm app ý, thì các bạn có thể áp dụng được. Còn những bạn nào đang làm công việc ổn định và các bạn muốn đầu tư chứng khoán mua vào để đấy rồi sau này bán lấy lãi đấy. Đấy, đầu tư giá trị các thứ đấy thì các bạn cũng không cần phải quan tâm lắm cái phần này, được chưa? Mi chế kiên, mua chế kiên là khi các bạn đặt mua hay đặt bán mà không khớp được ấy, thì các bạn muốn hủy thì các bạn nhấn vào phần chế kiên liên hoan, chế kiên liên hoan là mi chế kiên, các bạn nhấn vào phần hủy truy số là được. Đây, trong cái phần truy số này nó cũng có phần khi bạn đặt mua đặt bán ấy, đấy, đặt mua đặt bán mà các bạn đang muốn đặt mua đúng không? Các bạn thấy giá nó xuống thì các bạn này hủy đi thì các bạn nhấn vào truy số nó sẽ có thể hủy được nhé. Chu môn dây kiên là các mã các bạn mua bán đã được khớp lệnh này. Này, kê chơi chăn cô là tiền còn trong tài khoản của bạn bao nhiêu. Mesu Canưng, đấy, Mesu Canưng là các bạn cũng có thể mua được bao nhiêu nữa. Kê cho Xuân X, ở đây là các bạn lãi bao nhiêu, lãi lỗ bao nhiêu, nó cũng ở cho bạn ở đây. Thì các bạn cũng đa phần là quan trọng là cái phần HOKA. Đấy. Ok, và các bạn trong app của các bạn cũng còn có một cái phần nữa là gì? Ở trong app của các bạn thì có rất là nhiều các mục, một phần là, các bạn ý là có phần tra thử đúng không? Tra thử đây. Có cái phần tra thử nữa thì các bạn nhấn ở app thì các bạn nhấn vào tra thử nhé. Ở trong đây thì nhấn vào tra thử đây thì nó sẽ hiện ra một cái biểu đồ phân tích cho chúng ta được cái giá cổ phiếu nó như thế nào, các cái chỉ số kỹ thuật nó đang như thế nào nhé. Rồi. Rồi là các bạn nhấn vào in biên. Có cái phần in biên ấy là ở trong cái đây nó không có, nó không thống kê cho mình ở đây. Sẽ là nó không thống kê cho mình ở đây. Này, in biên ấy, nhưng mà các bạn nhấn vào cái phần in biên nhá. In biên thì các bạn sẽ thấy gì ạ? Sẽ thấy số lượng giao dịch hàng ngày như nào. Đấy. Nói chung nó cũng là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy cái kỹ thuật cơ bản cũng rất dễ làm thao tác. Một số bạn mới đầu tư hoặc các bạn mới sang Hàn Quốc, tiếng Hàn chưa biết, các bạn đầu tư chứng khoán này thì nó hơi phức tạp một tí thôi nhá. Đấy. Đấy, quan trọng là cái phần mua lệnh bán này và ba cái chi chăng ca này, si chăng ca này, cho cơn vô chi chăng ca này, là ba cái đấy các bạn có thể đạt được, các bạn có thể mua bán được nhá. Đấy, cái cách mua bán đơn giản đấy thôi, không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại nha, chúng ta sẽ quay lại cái phần thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Để đó là tìm hiểu về cái thuế và phí giao dịch nha, tìm hiểu về thuế và phí giao dịch nha. Tìm hiểu về thuế và phí giao dịch đấy, một cái phần này nữa nha các bạn, tìm hiểu về thuế và phí giao dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thuế và phí giao dịch nhá. Này. Dạ, rồi, cái này cũng là một cái phần rất là quan trọng, rất là nhiều bạn hỏi mình về cái này, được chưa? Rồi, khi các bạn mua cổ phiếu ấy, đấy, khi bạn mua cổ phiếu ấy thì đa phần chúng ta sẽ mất, các công ty chứng khoán đều sẽ lấy của chúng ta là 0,015%.
nhá, khi chúng ta mua, được chưa? Đấy, khi chúng ta mua 0,015%. Đấy. Đa phần như vậy nhá. Ví dụ các bạn mà mua 10 triệu 10 triệu won ấy mà các bạn mua 10.000 cổ phiếu, được chưa? Đấy. 10.000 cổ phiếu với 10 triệu won ấy thì các bạn sẽ mất 1.500 là tiền phí này. Là tiền phí giao dịch nhá, khi các bạn mua vào, được chưa? Còn khi các bạn bán đi thì nó còn có thêm cái phí này nữa nhá. Các bạn bán này. Codeso này, Codeso này, này các bạn mất được Codeso là phí mua bán, là phí bán này 0,1% nhá. 0,1% nữa. Rồi. Các bạn mất thêm là Noc thức C nữa nhá. Đấy. Là cộng vào khi các bạn bán đi là các bạn là 0,25%. Còn khi các bạn sử dụng cái Costack để mua bán ấy để bán thì các bạn sẽ mất luôn 0,25%. Dạ, đấy. Đây là cái phí giao dịch nhá, phí và thuế nhá. Phí và thuế luôn, dạ, này. Đơn giản thôi. Đấy. Khi chúng ta mua vào thì mất 0,015%, còn khi chúng ta bán đi, chúng ta phải mất thêm cái phí này nữa. Gọi là C và nút thức C nhá. Đấy. Mất thêm cái phần này nữa. Đấy. Rất nhiều các bạn hỏi mình về cái này. Đây, thì hôm nay các bạn cũng đã được giải đáp rồi nhá. Này. Đối với các bạn mới đầu tư thì cũng hôm trước mình cũng có làm một cái video nói về cái nguyên tắc đầu tư rồi đấy. Này, các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái nguyên tắc đầu tư, muốn kiếm được tiền ở thị trường Hàn Quốc thì các bạn xem video đó của mình nhé. Đấy, mình giới thiệu thêm các bạn về nguyên tắc bằng tiếng Hàn nữa cho các bạn biết thêm nữa. Đấy, đầu tiên là thu tra này, đấy. Đầu tiên là thu tra, đấy. Hoặc là thu tra, đấy. Đầu tư giá trị đấy, này, đầu tư giá trị đấy, đấy. Thì các bạn này chơ phiêng ca urang chu rư mesu hara chê ca chi rư cha chân tề ca chi chàng kỳ rô bù này là các bạn sẽ giữ cổ phiếu này dài khi mà giá cổ phiếu được đánh giá là thấp nhá, giá cổ phiếu giá giá trị thực của nghĩa là giá trị thực ở trên giấy tờ so với giá hiện tại là thấp đấy và đang có cái chiều hướng là hướng lên. Đấy, đang có chiều hướng là hướng lên, đang vào cái chu kỳ trend lên đấy, hướng lên đấy thì các bạn mua vào, được chưa? Đấy, thì các bạn giữ một thời gian dài. Đấy là đầu tư giá trị nhá. Đấy. Dài 5, 2 năm, 3 năm và đến 5 năm nhá các bạn nhá. Đấy là cái phương thức đầu tư đầu tiên là đầu tư giá trị là thu tra, được chưa? Thứ hai là mê mê. Đấy, mê mê. Đấy. Mê là chúng ta ngắn hạn đấy, gọi là ngắn hạn này. Thì có hai phương thức đầu tư là chu xê mê mê, đấy. Hay còn gọi là swing mê mê, đấy. Đấy là chúng ta sẽ mua chu xê theo cái xu hướng lên nhá, đấy. Mua theo cái xu hướng lên, còn tan kim mê mê, đấy là các bạn mua trong ngày, nhỉ? Thì có hai phương thức này mình thấy có giá trị này, một này là thu cha này, hai là gì ạ? Chu xê mê mê, đấy. Là lướt sóng này, các bạn mua để vài ngày các bạn bán còn lại các bạn bán ấy. Mua đúng cái chu kỳ lên của nó ấy. Và sử dụng CCI để mua nhá. Hôm trước mình có nói rồi đúng không ạ? Mình có chia sẻ với các bạn rồi là sử dụng CCI để mua bán ấy. Đấy, mình có nói các bạn rồi đúng không? Đấy, khi mà cái đường giá nó chạm với đường 20 EMA 20 thì các bạn mua vào đúng không? Và nó xuống nữa thì các bạn mua mua vào khoảng 30% nhá, cái chạm EMA 20 các bạn mua vào khoảng 30%. Khi nó xuống nữa đấy, thì các bạn mua thêm vào 30% nữa và khi xuống nữa thì các bạn mua thêm 30% nữa đấy để nó sẽ trung bình giá và khi mà đánh lên được ấy, đấy thì các bạn sẽ có lãi nhé. Sử dụng EMA 20 sử dụng khi mà đường EMA 20 hướng lên nhé. Đấy, cái JCMM này chỉ mua ở cái channel thì các bạn mới có lãi thôi, nhấn mạnh nhé. Đấy. Rồi, cái JCMM các bạn đừng mua cái xu hướng xuống nhá. Đấy. EMA 20 hướng xuống đang có xu hướng xuống ấy, các bạn đừng mua, chỉ mua hướng lên thôi. Còn tan kim EMA là các bạn đang trading trong ngày ấy, đấy. Thì đây là cái con đường mà ngắn nhất để cho các bạn đi tới cái việc là gì? Cháy thì gọi là cháy tài khoản là các bạn thua lỗ đấy, này. Các bạn lỗ tiền nhá. Này, thực ra đánh chứng khoán này thì không thể bị cháy tài khoản được, bị lỗ thôi, lỗ bị lãi thôi, hiểu chưa? Đấy. Người ta nói như vậy để cho nhấn mạnh là cái tan kim EMA này cũng rất là nguy hiểm. Như thị trường Forex của Việt Nam mình ấy, thì 90% những anh chàng trading này là mất tiền nhá.
thẳng là như vậy, nó mất tiền. Thật ra bên thực ra Forex hay là Bitcoin, cái nền tảng của nó là dựa trên cái chứng khoán này hết đấy. Các cái phân tích kỹ thuật, cái phân tích kỹ thuật và lý thuyết của nó ấy, đều dựa trên cái lý thuyết của chứng khoán. Các anh chàng trading anh đưa vào để anh hô hào mọi người đầu tư thôi. Nhưng thực ra các bạn đọc nhiều tài liệu về chứng khoán ấy thì các bạn thấy cái nền tảng của nó là gì ạ? Sẽ đều xuất phát từ chứng khoán đấy, các kiến thức cơ bản đều xuất phát của chứng khoán hết nha các bạn nhé, ngay cả chart kia các thứ rồi phân tích kỹ thuật nọ kia ấy, đều từ chứng khoán hết. Đấy là cái con đường dẫn tới là gì ạ? Thua lỗ này, bay tài khoản là chuyện bình thường nhé. Cái thứ ba đó là gì ạ? Thê ma chu cục từng chu mê mê đấy, dạ dễ càng thông tuyền chỉ đồng kim, đấy là cái con đường ngắn nhất để chúng ta đến với một cái gì ạ? Thùng rỗng, cái là tài khoản chúng ta không còn đồng nào đấy, là thêm ma chu cấp từng chu đấy. Đấy các bạn lưu ý nhá, bỏ cái này, bỏ cái thêm ma chu là không theo đám đông đấy, cấp từng chu là cái mã nó đang chạy 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 chạy, các bạn mua vào nó lại xuống đấy, bỏ cái này đi và tan kimi không mua nhá, không mua trong, không lướt sóng nhiều, không đánh nhiều trong ngày, trading trong ngày nhiều. Và các bạn này chu cmm nhá, chu cmm này các bạn đánh khéo một tuần hai tuần, một tuần mà các bạn mua bán đều đều ấy đấy, mỗi tuần các bạn cũng kiếm được vài triệu won thôi. Nếu đánh nhiều các bạn chỉ vài triệu won, còn đánh một hai triệu won ấy thì các bạn kiếm được vài trăm là chuyện bình thường nhé, đấy, kiếm được tiền đấy. Đấy, giới thiệu cho các bạn như vậy. Còn một cái thông tin nữa là mình muốn giới thiệu với các bạn về cái trang web Never P này, Kospi này và Kostark này. Các bạn muốn biết cái diễn biến trong ngày của hai cái sàn này như nào đấy. Ví dụ như sàn Kospi của Hàn Quốc chẳng hạn thì các bạn thấy này, cá nhân hôm nay bán ra rất là nhiều, mình thấy này, cá nhân mua vào, nước ngoài bán ra này, nước ngoài bán ra nha, này Vkupkin này, kỳ quan bán ra này. Đối với các bạn mới chơi thì các bạn để ý cái này cho mình, cái này một thông tin rất hữu ích nhá. Đấy, Vkupkin bán ra này mà cá nhân mua vào. Kostark cũng vậy, Kostark thì cá nhân bán ra, Vkupkin thì mua vào và kỳ quan bán ra nhé. Đấy, thì các bạn sẽ biết lượng tiền của người nước ngoài và các kỳ quan của cơ quan người ta đổ vào đâu đúng không ạ? Đấy, đây. Và các bạn bên này có rất là nhiều các hạng mục này, Cúc này, Trương Si này, với Trương Si này nhá. Thì các bạn để ý này, ập trông này và thema và group cho mình nhá. Ập trông ý là mã ngành, thema là mã theo chủ đề, còn là group là theo các cái group là theo các chaebol, các doanh nghiệp lớn đấy. Đấy, bạn để ý ba cái này được chưa? Còn để phái sinh hay là chứng quyền ấy thì các bạn cũng không cần phải để ý nhá. Đấy, và để ý ba cái mục này cho mình là được rồi. Đấy, để vào mục, ví dụ khi nhấn vào ập trông này nó sẽ hiện ra rất là nhiều các cái mã như này, thì các bạn sẽ nhìn thấy trong ngày hôm nay thì cái ngành nghề gì được tiền đổ vào nhiều, tăng mạnh này. Đấy, tăng mạnh này các bạn có thể thấy được đây, hoặc là thema, các bạn nhấn vào thema chẳng hạn đây thì các bạn cũng sẽ thấy được hôm nay tiền đổ vào đâu nhiều, được chưa? Đấy, tiền đổ vào đâu các bạn có thể biết được ở đây. Đấy, tiếp theo nữa là gì? Group xa này, group xa này, tiền đổ vào đâu, tiền đổ vào ung chin nhiều này, này mã của ung chin này mạnh, mã ung chin là mày tăng mạnh như nó đây. Đấy, vậy các bạn tìm các mã để đầu tư này, có ba cái mục này, group xa, thema, ập trông. Rồi sau đó thì các bạn muốn xem thêm cái gì nữa là gì? Các mã như là sang sưng này, các mã tăng cao này, các bạn tăng cao trong ngày các bạn nhớ sang sưng đấy, các bạn nhớ là các mã giảm giảm trong ngày thì các bạn nhấn vào Harak nhé. Này, hoặc các bạn nhấn vào các mã cụp từng chu đấy, là các mã tăng đột biến trong ngày đấy. Hay là các bạn đầu tư theo các bạn nào mà đầu tư theo Vkupkin và kỳ quan ấy, là thì các bạn nhấn vào Vkupkin này, xem Vkupkin người ta đang mua các mã nào và đang bán các mã nào này, đây là người ta đang mua vào này,
Eokinsun Mesu người ta đang mua các mã này, các mã này người ta đang mua vào này. Đấy. Còn các cái mã dưới này, Eokinsun Meto người ta đang bán ra các bạn này, này. Đây các bạn thấy nó bán ra. Còn Kỳ Quan Meme. Đấy, xem Kỳ Quan đang mua vào các mã này, này. Kỳ Quan bán ra các bạn như này nhá. Thì cái Eokin Meme và Kỳ Quan Meme này là dùng cho các bạn nào có cái xu hướng là đầu tư theo tay to. Thường thường là đầu tư chạy theo tay to này thì các bạn hay có lãi nhiều hơn. Về Eokin hay là Kỳ Quan người ta sẽ gom vào rất là nhiều và người ta sẽ gom trong một thời gian dài. Nếu các bạn đầu tư nhiều năm ấy, thì các bạn rất là dễ nhìn, còn các bạn mới đầu tư thì các bạn cũng khó nhìn lắm. Đấy. Thì các bạn đầu tư theo tay to là một cái lợi thế nhá. Đấy. Mình nhấn mạnh là các bạn học đi, đầu theo tay to như nào thì các bạn tìm hiểu nhá. Đấy. Rồi, đấy. Đây là mấy cái quan trọng trong cái trang web Never này thôi, để các bạn sử dụng để phân tích báo cáo tài chính nhá. Đấy. Ví dụ như là các bạn nhấn vào ập trông này, đấy. Các bạn thích cái mã gì hay Unsa đúng không? Hôm nay nó đang tăng, nói tiền đang vào tăng 2,9% này. Rồi các bạn nhấn vào mã HMM chẳng hạn. Đấy. HMM này. Các bạn muốn đọc báo cáo tài chính ấy thì hôm trước mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn đọc báo cáo tài chính rồi. Thì các bạn xem lại cái video đó nhá. Trong list của mình ấy, trong list video của mình có báo cáo tài chính này thì các bạn vào đấy các bạn xem cách nọc cổ phiếu rồi cũng như cách đọc báo cáo tài chính đấy như thế nào. Đấy thì các bạn cũng có thể vào các bạn xem để hiểu rõ nhá. Các bạn học đối với mình các bạn mới chơi học nhiều phải nhiều. Xem nhiều, đầu tư nhiều, tập luyện nhiều thì khi các bạn có cái kiến thức cơ bản rồi thì các bạn mới tự tin được nhỉ? Khi các bạn đầu tư ở thị trường chứng khoán, bởi vì thị trường chứng khoán trên thế giới hay là Hàn Quốc và Việt Nam mình giống nhau thôi. Đấy. Khoảng 9 95% là các bạn sẽ mất tiền nha. Chỉ có khoảng 5% là có lãi thôi. Này, người có lãi này à? Eokin, Kỳ Quan. Đấy. Và tay to, cá mập nái các thứ ấy là người ta kiếm mất tiền. Còn các nhà đầu tư cá nhân là những nhà đầu tư mới vào thị trường ấy đa phần là sẽ mất tiền nhá. Muốn trở thành một người kiếm tiền tại thị trường chứng khoán ấy thì các bạn cần phải học. Đấy, mình nhấn mạnh. Đấy. Thì hôm nay thì mình cũng xin phép dừng video ở đây. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay có ích với các bạn thì các bạn hãy cho mình một like nhá. Đấy. Hãy cho mình một like, một chia sẻ rồi và một kết bạn dạ. Đấy, để mình có cái động lực để làm các video khác cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.